Lương Tâm và Tuấn Tiểu Phu cùng tôi phá cửa trước. Quy Quy bảo anh canh chừng cửa sau. Cảnh sát, tất cả đi. Cảnh sát, đứng lên. Cảnh sát, đứng lên. Bỏ tay ra sau. Dạ. Dạ, Quy Quy, dạ, dạ. Ừ, được. Đứng lại. Đứng lại. Nằm im.